Ngày 7 tháng 12, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, công lập và ngoài công lập, giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và thủ trưởng các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn tổ chức thực hiện và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022 theo nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND ngày 9 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện, các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp quản lý chịu trách nhiệm thẩm định, thực hiện chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh theo tinh thần đảm bảo đúng đối tượng, định mức, chế độ và chính sách quy định. Kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ, các đơn vị nhanh chóng thực hiện chi trả cho đối tượng thụ hưởng được quy định tại nghị quyết số 29. Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, hạn chót đến ngày 20 tháng 12 năm 2022, đơn vị nộp danh sách chi tiền chính sách đặc thù hỗ trợ học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022 cho Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh để quyết toán kinh phí với kho bạc và báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.